Dạ rồi, mến chào cô chú anh chị em mình ha. Chào cả nhà mình trở lại kênh của em. Rồi thì hôm nay là ngày 29 tháng 8 âm lịch nha cả nhà. Đó, thời điểm bước qua tháng 9 rồi. Thì mình sẽ chăm sóc tiếp tục ha. Tiếp tục có những cái cách để chia sẻ chăm sóc mai ghép trong thời điểm này cho cả nhà mình luôn. Thì đối với những cây mai ghép vào thời điểm này cả nhà, thì có nhiều cây thì ở vườn, ví dụ như có những cây xanh còn tốt, và có những cây nụ lớn và những cây nụ nhỏ ha. Thì thời điểm ví dụ như những cây mà nụ lớn mà lá nó xuống lá nhiều thì cả nhà mình có thể là kết hợp xịt ha. Xịt tới đây thì mình sẽ xịt thằng canxi bo để giúp cho những cái cuống lá nè, cuống lá nó dài ha, nó đỡ rụng ha, đỡ rụng. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể là mình sẽ xịt bơm để ngừa khô cổ bông, để ngừa khô cổ bông. Thì bước qua tháng 9, giữa tháng 9 thì hoặc là cuối tháng 9 bắt đầu mình xử lý rồi đó nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ qua tháng 9 cô chú anh chị mình, những cây mà nó rụng lá nhiều thì mình sẽ xịt canxi bo trước nha cả nhà, để cho nó dài cuống nè, dài cuống nè, nó giúp cho cái lá của mình nó giữ lại dài hơn. Đối với trường hợp là bị cái cây mai của mình nụ lớn và lá nó bị rụng rất nhiều, lá chín sớm đó cả nhà, thì mình sẽ làm cái cách là mình xịt canxi bo để cho nó ngừa rụng lá sớm ha, nó sẽ dài cuống lá. Rồi thì qua cuối tháng 9 thì mình kết hợp mình sẽ xịt ha, xịt để mình xịt thằng bơm nó ngừa khô cổ bông. Tại vì qua tháng 9, tháng 10 nhiều khi là sương muối nè cả nhà, sương muối nó làm những cái cổ bông của mình, những cái nụ của mình có những số nó bị khô, nó hư những cái nụ của mình, những cái nó bị dợp, nó bị hư những cái nụ, số nụ. Đó là trường hợp đó mình sẽ xịt thằng bơm là khi mà em mua về thì em sẽ chụp hình quay lên cho cả nhà mình xem. Thì hôm nay nó chưa tới thì em cũng chưa mua về hết, em chỉ nói trước cho cô chú anh chị mình, nếu anh chị mình có thì có thể là mình sẽ xịt ha, xịt trước. Những anh em mình có một số cây và trường hợp em nói thì anh em mình sẽ sử dụng trước nha cả nhà. Đây có cây thứ quý nè cả nhà, cây thứ quý. Cây thứ quý này hoành tầm khoảng bốn mấy nha cả nhà, tầm khoảng chắc 44-45 nè. Cây thứ quý này em ghép Thủ Đức ha. Thì hôm nay em quay một số cây, thì cây này nó cũng không, nói chung là cũng được cây thôi cả nhà. Đế được ha, cốt cành thì cũng có nè cả nhà, cốt cành thì cũng có ha, cái ngọn cũng có. Cây này em vô chỗ 6 ha, cái mặt đế cả nhà thấy mặt bên đây cũng khá nè, đều hết đấy nha. Dứt lùng liền cái phơm tàn chiều ngang nó tầm khoảng 1m2 đến 1m3 nha cả nhà, 2m3 ha. Cây này em ghép Thủ Đức được 2 mùa rưỡi nha cả nhà, 2 mùa rưỡi ha, nở một số bông. Thì hôm nay thì em cũng quay ha, quay một số cây để giao lưu cùng cả nhà mình luôn. Nếu anh em mình thấy thích hợp ha, thích thì đây, mặt tiền mặt bên đây cũng được, để cái cũ chính xác là mặt tiền ở đây ha, cái ngọn này cả nhà thấy ha, cái chột nó lớn anh ta cái nhiều nha cả nhà, chỉ có thẹo mặt cắt thôi chứ không có thẹo nào nữa nha, thẹo mặt cắt em đóng chịu lại hết. Thì cây này thì em sẽ giao lưu với cô chú anh chị mình giá 10 triệu rưỡi ha, em sẽ bao ship cho cả nhà mình là 200 cây số ha, còn nếu xa hơn thì mình sẽ phụ em một chút đỉnh tiền ship nha cả nhà. Để bên này cả nhà thấy là cuộn cuộn nè, giá là 10 triệu rưỡi ha. Cây này thì em bao là 42 hoành đó cả nhà, chắc có 42 hoành trở lên nha, không đo. Nhưng mà nói chung những cái cây này tầm
thơm tàn thôi, chứ dáng thế thì nó cũng không có được đẹp ha. Cụ đế thì cũng có nhưng mà dáng thế không cơ, thì có thơm. Tàn thì em đã sửa ra mâm tàn tròn đều hết. Nụ cả nhà thấy nè, nút nụ nó lên nè cả nhà. Bao nụ cây sung khỏe ha. Đó, giá 10 triệu rưỡi thì anh em nào thấy thích hợp thì thấy ưng ý thì alo cho em ha. Đó, thì cũng quay một số cây để cho cái giao lưu cùng cô chú anh chị mình luôn. Cây này giá 10 triệu rưỡi ha, nhắc lại nha cả nhà. 42 hoành trở lên nha. Thì clip trước thì cũng có một số anh em hỏi em Phú Tân. Thì ở đây em cũng có cây Phú Tân cả nhà. Cây này thì cốt cành thì sữa nhạo nha cả nhà. Cốt cành sữa nhạo. Ngọn cũng khá là đẹp, tùm lum cũng không có thấy rõ nha cả nhà. Yết thì nay cũng được 11 tháng nữa cả nhà. 11 tháng nha. Đây có cái cành bài nè. Cả nhà thấy cành bài ha. Chi cành em đóng này. Cốt này. Ngọn thì không có thẹo dứt gì hết. Hoành tầm khoảng 40. Cành bay đẹp nha nha. Cái Phú Tân ha. Mình vô cái chậu. Tại đây hơi chật thì không có quay rộng rãi cho cả nhà mình xem được. Cái cành bay này thì được khoảng 1 mét, tầm khoảng 1 mét rưỡi ha. Và đây em sẽ quay cho thấy rõ ha. Tầm bay tầm khoảng 1 mét rưỡi. Tàn này đặc luôn đó nha. Lúc nụ thì nó cũng đang lên khá là nhiều. Phú Tân thì nó cũng không có lên nụ bự như Thủ Đức mình được nha. Cũng vừa vừa ha. Trong thì nó đã lên nụ ha. Cây thì sung khỏe. Cây này thì cái này thì xin phép giao lưu cả nhà mình ha, giá là 25 triệu nha cả nhà, thì em cũng bao phí ship là 200 cây số cho cả nhà, giá là 25 triệu ha cả nhà. Nói chung là của hoành, những cái cây mà vô nghệ thuật rồi thì em chỉ ước lượng thôi, còn nếu cô chú anh chị mình xem mà ưng ý á thì sẽ kết bạn Zalo rồi em sẽ quay thực tế. Đó. Tại vì ở đây thì em cũng không có chuyên là quay ra để bán cho cả nhà mình nên em chỉ quay sơ lược, trước tiên là quay sơ lược ha, sơ lược rồi sau đó thì nếu kết bạn Zalo thì em sẽ đo thông số cho cả nhà mình luôn. Nói chung là em mức lượng là từ thấp hơn chứ không hơn nha cả nhà. Ví dụ như hoành thì cả nhà mình em nói vậy chứ nhiều khi nó lớn hơn một tí cơ nha. Nằm trong cái chậu này là chậu 4,5 nè nha, 4,5 6,5 nha. 4,5 này chị già đây. 4,5 6,5. Mặt này là mặt hậu nè cả nhà. Cây này rất là già cây ha, mai vàng nha, cái Phú Tân. Giá 25 triệu ha. Cả nhà nghĩ thì điện thoại cho em để em quay cho cả nhà mình xem lại ha. Cây này thì ghép siêu bông. Siêu bông lá nhỏ nha cả nhà. Nút nụ nó lên. Tứ quý ha. Ghép cũng được một mùa. Đây, cái cụ đế này hay. Cụ đế này nó như là cụ mì tôm mà nó kẹo lại luôn nha. Rất là kẹo ha. Cây này thì chỉ cần qua tháng 10 mình thay cái chậu đẹp là mình chơi được ha nha. Nó cũng nhiều thân. 8-9 thân cái nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 thân cả nhà. 7 thân. Quá là đẹp. Nó cũng tròn đều luôn đó nha. Mặt này cũng vậy nè cả nhà. Không có hở ha.
hoành nó 30 mấy á nha, hoành nhớ như 35 hoành, 35, 37 đo cái eo này nha, dưới đây thì lớn, dưới đây khoảng 4 mấy, vừa qua cổ để này tầm khoảng 4 mấy, trên eo nhỏ này tầm khoảng 35, 37 nha. Anh nhớ đo hôm trước. Đây, cây này nè, cây ghép dạ mùa ha, cây cốt ghép nó đây. Anh em thấy ưng ý cây nào thì có thể là mình sẽ giao lưu qua kết bạn Zalo nha cả nhà. Cây này tứ quý này em cũng đã giao lưu rồi. Rồi, này nó lên nụ rồi cả nhà. Biến tược rồi, bắt đầu lên nụ ha. Hơi chá. Đây được một cây siêu bông lá lớn nữa cả nha. Cây này thì năm độ em mua giá cũng hơi cao so với thị trường bây giờ cả nha. Giờ thì giá cũng rẻ hơn. Cây này mua hiện tại bây giờ tính ra là mình bán không có lời cả nha, tầm khoảng 30 mấy thôi. Cây này nó nở bông ở dưới đây có nụ luôn cả nhà thấy nè, có nở này, có nở. Cây này ghép Thủ Đức nha nha. Sơ lược cho các nhà ngắm một số cây ha. Cái này em ghép Đa Phúc ha. Này thì mùa tới mới đi được đó nha. Mới ghép mùa nên sữa thì cây này sữa nhiều nên cũng chưa có phơm tàn đâu đó nha. Tàn còn hơi nhỏ ha. Cây này cũng ghép Đa Phúc nè. Cây này cành bài, cành phóng đẹp nha. Này, cụ đê. Qua tới cái cụ đó nha. Kẹo luôn ha. Bình đế này nè, khoảng 150 đó nha. Sáu, cái này 6 mấy hoành. Ghép 5 mùa mấy, 6 mùa nha nha. Nó ok. Hôm qua đám mưa rất là lớn đó nha, mưa đủ nước luôn. Này cây nó lại xanh lại, khi mà cái lượng mưa nó nhiều á, mưa mà mát cây thì quay lại thì cái vàng lá của mình quay lại nó xanh lại. Cây này đứng tược sớm cả nhà coi nụ nè, ra tới ngoài hết rồi cả nhà, cũng già mùa. Mà có những cây thì nó đi tược, còn đi tược nhiều, có những cây thì nó đứng đọt sớm á, do một số cây thì phân thuốc mình vẫn đi đều. Nhưng có điều cái là trong vườn lúc nào cũng có cây, nhiều khi mình tưới dư nước thời gian nửa tháng rồi cái rễ nó sựng lại đây,
thì khi mà nó đứng tược thì nó làm nụ rất là mau. Có những cây thì trong vườn này anh em mình để ý nó không có đồng đều với nhau, có những cây thì nó còn sung, bộ rễ nó mình lắp phân lên rồi nó tiếp tục nó đi tược, có những cây thì mình lắp phân lên thì nó lại đứng tược, nó sẽ làm nụ sớm. Chủ yếu là mình canh thời điểm này nè cả nhà, canh ha, mình canh mình sẽ chăm sóc đặc biệt từ những cái cây nào riêng biệt với nhau. Thì có 10 cây thì anh em mình sẽ dễ chăm sóc phân thuốc hơn. Ví dụ như cây này là đứng tược lâu rồi, mình sẽ tưới kiềm thôi cả nhà. Mình sẽ tưới hữu cơ khoảng nửa tháng hoặc 20 ngày mình tưới hữu cơ một lần thôi. Có những cây mà nó sung quá có thể qua 20 ngày mình sẽ tưới để cho nó sựng lại, nó không có đi tược nữa, cho cái nụ mình nó lên mau. Đó là những cái cách để mình chăm sóc riêng biệt với nhau ha. Thì mỗi cây thì có mỗi cái sự phát triển nó không có đồng đều, nên mình chăm sóc riêng biệt với nhau thì nó sẽ dễ hơn. Còn mà nếu số lượng nhiều thì mình không thể nào chăm sóc riêng biệt được ha. Nó nù xuống, nù rồi cả nhà ha. Cây này thì nó độ nù rồi quái. Hoành cũng khoảng gần 50 rồi cả nhà. Đây có cái đuôi mà liền luôn. Thục nụ. Cây này không để nó mất nước nha cả nhà. Ví dụ như anh em mình có một cây như vậy, nó đã đứng tược như vậy rồi thì mình không có để nó mất nước. Mất nước thì nó sẽ rớt lá sớm lắm, rớt lá nhiều ha. Rớt lá nhiều thì cái nụ nó đưa ra. Ví dụ như thời tiết mà nó mưa trái mùa qua tháng 11 mà mưa hoặc là sương muối nhiều, sương xuống nhiều thì nó dễ bị bung ha, thì bị bung nụ một ít nụ nữa. Tại vì cây này số lượng nụ nó không có nhiều so với những cái cây tàn lớn. Nó ra hai cơ, cây này ra hai cơ nó đã làm nụ rồi. Mình giữ được cái vàng lá còn khoảng 60-70% tới tháng 11 thì sẽ ngon ha. Còn nếu mà nó rớt 50%, có thể những cái chỗ nào nó rớt nhiều đó thì nó sẽ bị nở nhiều ha. Thì mình canh để giữ cái lượng nước cho nó hợp lý nha cả nhà, nó không có để bị khô hoặc là nó dư nước nhiều nha. Có thể mình tưới chiều lại 3-4 giờ mình sẽ canh mình tưới lại ha. Thì trường hợp rất là nhiều, ví dụ như tới thời điểm này nè cả nhà, mình cũng phải là coi lại coi cái bầu phân của mình nó có bị sụp hay không. Ví dụ như cái tàn nó đang sung khỏe đó, sung khỏe mà mình thấy nó sựng lại ha, sựng lại nó dợp, nó dợp những cái đầu đầu tược ở ngoài, thì cái trường hợp đó là cả nhà mình để ý lại coi cái bầu phân có thể là ở nó bó thiệt, nhưng mà ở giữa đó mình tưới khô nhiều lần thì nó sẽ bị cháy những cái rễ cám, hư úng những cái rễ cám nhỏ đó. Thì ở trong ở đây nè cả nhà, ở ngoài thì nó không sụp, nhưng mà những cái kẽ này nè, những cái kẽ để vòng đây nó bị khô một lần hai lần rồi thì những rễ cám nó sẽ bị hư phân vị. Thì mình tưới cái lượng nước xuống thì những cái chỗ này nó sẽ bị sụp phân đó cả nhà. Sụp phân là do những cái rễ cám mình nó bó rồi nhưng mà nó bị khô mất nước, thì nó sẽ bị bọng trống, nó cháy, nó úng lần lần, mình tưới xuống thì nó sẽ bị bọng những cái cổ rễ này. Thì anh em mình thăm chừng coi có bị như đúng như em nói không. Nếu đúng thì mình sẽ dùng trấu chất trồng lại, mình ném lại ha, mình ném chất trồng lại để những cái chỗ đó nó không có bị trống, giúp cho rễ cám nó phục hồi lại ha, phục hồi lại nó ra rễ mới. Thì cái cây mai của mình nó không có bị sụ nữa ha. Trường hợp vào tháng 10 này, thì trường hợp tháng 9, tháng 10 này thường xảy ra tình trạng đó lắm cả nhà. Tại anh em mình nhiều khi 2-3 tháng mình sẽ quay lại mình thăm chừng coi cái cây mai của mình nó có bị sụp phân hay không. Cái quan trọng là cái sụp phân nữa cả nhà. Cây nào cũng bị sụp phân thôi, từ khi là anh em mình vô đất không á, và còn cái bầu đất thì nó không sụp, nhưng mà lại nó bị úng hoặc là nó bị khô cái cục nhân đất đó. Trường hợp là rất đơn giản để anh em mình có thể phát hiện ra những cái cây mai đang sung khỏe mà nó tại sao nó bị dợp những cái đầu lá ha, những cái chọt như vậy nó bị dợp, nó không có cứng cáp ha, nó sụ sụ trưa mà nó sụ sụ mà cái những cái chọt này nó không có rám đỏ, nó dập dập đó, là tình trạng đó là
sẽ có ha, sẽ có trong cái vườn nào cũng sẽ có thôi nha. Anh em mình chú ý thì nó sẽ không có bị gặp trường hợp đó nha. Để ý trước khi mà cây mai mình nó xuống cây, nó bị yếu cây, mình để ý trước nha cả nhà. Cây này nó nụ ra bự luôn cả nhà. Hôm trước nó nở rất là nhiều luôn. Có cái thì cái này nó nở, có cái nụ lớn, cái cũng nụ nhỏ, nó không đồng đều. Siêu bông lá nhỏ. Cây này em lấy cái giống từ ở Đồng Tháp nè cả nhà. La nó không lớn ha. Thấy giống nha, giống lá siêu bông lá nhỏ lắm cả nhà. Nhưng mà lấy từ Đồng Tháp. Nay cây này thì ghép cũng năm nay nữa là bốn mùa rồi cả nhà. Tết này nó được bốn mùa ha. Những cây trồng ở đất này trồng được mùa này rồi, để đẹp này. Rồi thì cũng vậy ha, vậy hôm nay thì cũng có giao lưu một vài cây thì anh em mình thấy thích ha, thích thì sẽ kết bạn Zalo, em đo thông số quay kỹ hơn cho cả nhà mình xem, thì em cũng báo giá một số cây giá rất hợp lý ha. Mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý thì sẽ điện thoại cho em. Rất cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Thì một lần nữa ha, một lần nữa chúc cô chú anh chị mình ngày mới thật nhiều sức khỏe nha. Rồi thì thấy ưng ý cái nào thì cô chú anh chị mình có thể gọi điện cho em để mình xem thực tế ha, hoặc là em quay cho cả nhà mình xem qua. Dạ, rồi em xin kết thúc video tại đây. Mến chào cô chú anh chị mình nha.